Alo, xin chào các bác nhá. Hôm nay em Dương Điếu lại quay giới thiệu cho bác ba quần điếu nứa các bác. Đây điếu nứa này. Để các bác biết phân biệt là điếu nứa như thế nào. Điếu nứa giờ có cái mắt đây này. Đấy. Mắt đấy, để các bác biết đó, phân biệt điếu nứa nhá. Đấy. Mà điếu như thế nào gọi là lên nước và điếu như thế nào gọi là điếu mới. Đấy. Và con này này, con này là con điếu mới này các bác này. Đang mới hút được một tuần thôi, cũng đang bắt đầu bén nước. Đấy, đầu tiên em giới thiệu thì trái có phải nhá. Con này là hút được cũng được tầm 4 tháng rồi. Đấy. Chất ống màu cực kỳ là sáng. Đấy, phải không? Đấy. Ba em gái quê nhá, gái quê nhìn chân phương chất phát phải không các bác? Đấy, còn con này tuổi thọ của nó thì các bác nhìn rồi. Nhìn cái vẹt lên màu thì chấm hết nửa cung tình rồi. Úi giời ơi. Lên này các bác nhìn thấy không ạ? Lên tự nhiên các bác nhá. Đấy. Để mà lên như thế này quá trình huấn luyện mà cái màu nó lại cực kỳ là đẹp và sáng trù vác luôn. Đấy, phải chăm sóc như thế nào có lên được cái màu như thế này không phải là đơn giản đâu các bác ạ. Đấy, tiếng kêu bảo hành như các bác điếu đã lên nước thì như thế nào nó mình ngắm không là thấy đẹp rồi mới sử dụng nữa. Đấy, để các bác về bác lượn tiếp. Đấy, có ba em bao ba em gái quê các bác nào thích con nào không ạ? Đấy thì các bác cứ liên hệ cho em nhá. Chất ống thì em đảm bảo cho các bác rồi, cực kỳ là đẹp. Đấy, ba em gái quê đang chờ các anh đại gia để rước ba em về đây ạ. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm cái video nha anh nhá. Đấy, các bác nào thích con siêu phẩm nào thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0982499386 để được giao lưu và kết nối các bác trên mọi miền tổ quốc và em luôn được tư vấn các bác một cách miễn phí. Đấy, chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm cái video này nha. Chúc các bác có những giây phút thăng hoa. Đấy, như thế nào lên nước thì các bác nhìn rồi. Đấy, tuổi thọ của nó không phải dùng 1-2 ngày mà các bác lại lên luôn đâu. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại các bác.